Xác ướp Ai Cập là một bộ phim cực kỳ hay và vui. Nó có 3 phần, 1, 2, 3 với anh Brendan Fraser và cô Rachel Weisz. Nhưng các bạn chỉ nên coi phần 1 và phần 2 thôi, tại vì phần 3 toàn bộ đều xảy ra ở Trung Quốc. Và như các bạn cũng biết, nó là một bộ phim cực ế, trời đất ơi, xàm dễ sợ luôn. Hai phần đầu qua phần 3 không có còn liên quan gì hết trơn á, mà xảy ra Trung Quốc là nhảm, bỏ đi. Nhưng trong cái clip ngày hôm nay, chúng ta không nói về bộ phim Xác ướp Ai Cập, mà chúng ta sẽ nói về Xác ướp Ai Cập mà thôi. Nói xác ướp Ai Cập, chắc mọi người sẽ nghĩ ôi, có xác ướp Ai Cập hết, còn chuyện gì để nói nữa. Nhưng không, đằng sau cái chuyện xác ướp và ướp xác ở Ai Cập, nó có rất là nhiều điều hay ho, hấp dẫn. Mà nếu chúng ta chỉ nhìn một cách hời hợt thì chúng ta sẽ không thể nào hiểu được. Tại vì các bạn có biết xác ướp nào nổi tiếng nhất trên thế giới không? Chắc các bạn sẽ nói đó là xác ướp của Tutankhamun chứ gì. Trời ơi, vậy cũng đố nữa. Sai rồi bạn ơi, xác ướp nổi tiếng nhất đó chính là Lenin. Các bạn không nghĩ tới đúng không? Đó là những cái kiến thức mà sẽ giúp cho bạn có những cái điều để nói, để làm cho người khác. Wow, sao anh biết được mấy cái này hay vậy? Tại vì nhờ coi clip của anh Vy Leo đó. Thì còn chờ gì nữa? Logo clip hay nè, xuất hiện đi. Đầu tiên, chuyện ướp xác không chỉ xảy ra ở Ai Cập mà nó xảy ra trên toàn thế giới. Nói chung là chỗ nào mà có người chết là chắc chắn chỗ đó cũng đã ít nhất một lần xảy ra cái chuyện ướp xác. Dù là ướp xác theo nghi lễ, ướp xác theo văn hóa hay là ướp xác vì tự nhiên, thiên thời địa lợi nhân hòa, cái xác nó tự nhiên nó ướp vậy. Ở đâu cũng có hết, Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha, rồi Trung Quốc, Việt Nam cũng có nữa. Đám Ai Cập chỉ giỏi một cái chuyện là PR thôi. Tại vì trước Ai Cập 2000 năm là có nền văn hóa Jinjiro, là người ta đã biết ướp xác. Mà ướp xác là để lưu giữ lại kỷ niệm đẹp của người thân của người ta đó. Đám Ai Cập là chỉ có copy lại thôi. Nhưng mà thời điểm đó không có internet, không có gì hết trơn hết á. Cho nên đó, người ta không có biết được cái nào là hàng Âu, cái nào là hàng phát hết. Mà thậm chí các bạn biết không, ngay đã khi có internet rồi mà nhiều đứa nó cũng không phân biệt được tin nào là tin thiệt, nào là tin giả nữa. Tôi ở Việt Nam dần dần, đứa thì nói tôi ở Mỹ, đứa nói tôi ở Úc, đứa nói tôi ở Nhật. Trời đất quỷ thần ơi, trong khi tôi làm cái clip rõ ràng Dư Leo đang ở đâu đó, ở ngay Sài Gòn luôn, mà nó mở miệng ra nó nói mày ngon, mày về Việt Nam mày bị bế đi nè, mày về Việt Nam mày bị bế nè, mày coi cẩn thận là mày bị bế nè. Nghe là biết ngay mấy đứa con nít rồi, chỉ có con nít nó mới nghĩ ai cũng bế hết trơn. Ngon thử bế anh đi, trời nặng lắm mấy đứa, cơ bắp của anh nó nặng ký lắm, thêm bộ não của anh nó vô cùng nặng nề luôn. Nhưng quay lại cái chuyện mà ướp xác ở bên Nhật á, có một cái chi nhánh của đạo Phật ở bên Nhật á, là những nhà sư ở bên đó, người ta đó còn chuẩn bị cho cái công cuộc ướp xác theo phương thức tự nhiên. Tức là sao, trước khi mà người ta viên tịch á, thì người ta sẽ ăn hạt, ăn những cái thức ăn mà để làm sao mà giảm cái lượng mỡ trong người đến mức tối đa. Sau đó người ta bắt đầu uống các thể loại trà, mà đó là trà độc. Mục đích để làm gì? Để cho thanh tẩy, làm cho cơ thể người ta giảm cái lượng nước đến mức tối thiểu, và làm cho những cái loại côn trùng rồi các loại sâu xía, sau khi người ta chết nó sẽ không ăn cái xác người ta. Thiệt ra xác của mình phân hủy là nhờ chính mấy cái con đó đó. Và cái quá trình đó, nếu mà các bạn để ý kỹ thì nó giống y chang như là quá trình của mấy cái cô mà giờ chuyên gia mà để giảm cân, mấy bạn uống hết ba cái này cái kia, giảm mỡ, rồi uống trà thải độc tè le tùm lum á, thành ra sau này coi chừng mấy cổ đó là biến thành xác ướp Ai Cập á. Không phải giỡn đâu, tại vì giờ đang cách ly nè, trong nhà một mình có ngày là kinh khủng lắm, phải giỡn đâu. Nhưng mà tôi bỏ qua chuyện đó đi. Cái tục lệ đó bây giờ thì đã được bỏ rồi, nó không còn nữa. Nhưng cái đó cho các bạn thấy được là cái chuyện xác ướp, ướp xác không phải chỉ ra ở Ai Cập không thôi đâu. Vậy ha, nhớ kỹ điều đó và nhớ share cái clip này luôn nghe chưa. Tại vì đằng sau còn nhiều thông tin hay ho lắm bạn ơi, còn nhiều lắm, nhớ bấm share đi, share. Quá trình ướp xác kéo dài trong suốt 70 ngày. Cái nhà sư mà thực hiện cái công việc ướp xác đó, trong suốt thời điểm đó họ vừa phải làm, họ vừa phải đọc kinh. Còn có người mà canh có ổng có đọc kinh hay không thì cái đó tôi không biết. Cái đó chắc chắn là thế nào đọc riết cũng mỏi miệng quá, cho nên chỉ có lầm rầm thôi. Rồi ai hỏi đang làm gì nữa thì đang đọc kinh mà ngồi vậy đó. Trong suốt quá trình đó, cái người mà làm cái quá trình mà ướp xác đó móc hết ruột gan của cái người được ướp xác để bỏ vô trong mấy cái hũ. Sau này để biết làm gì không? Tại vì khi mà người ta nghĩ là những người này mà khi tái sinh á thì người ta sẽ cần những cái bộ đồ lòng nó gắn vô lại, kiểu giống như là chơi Lego đó mấy bạn. Mấy bạn gỡ ra xong mấy bạn ráp lại mà thiếu một cục thì ơ chết rồi, tôi không thể nào mà sinh hoạt được. Vậy thôi. Nhưng có một thứ không gỡ đi, đó là trái tim. Bởi vì người ta nghĩ rằng trái tim là cái thứ quan trọng nhất của một con người.
trái tim là cái thứ mà giúp cho con người tồn tại được thì thật sự tôi nghĩ nó hơi vô lý chút xíu. Tại vì cái gì cũng quan trọng hết. Các bạn mà có trái tim mà các bạn thiếu cái não thì cũng như không. Các bạn nó gọi là gì? Một cái đầu nóng, một trái tim lạnh, hay là một cái đầu lạnh, một trái tim nóng. Vậy cơ bản hai cái cùng nóng thì các bạn đang bị sốt, còn hai cái cùng lạnh thì các bạn chết ngắt rồi, ok? Nói chuyện ngộ cũng vậy. Sau khi mà bỏ hết tất cả bộ đồ lòng ra, không ăn uống gì hết, không có làm cháo gì hết, bỏ vô đâu mấy cái hũ, thì người ta sẽ bắt đầu nhét thêm nhiều thứ vô trong cái cơ thể người đó. Ông trước khi nhét thì người ta sẽ dùng một loại muối đặc biệt có tên là natron để làm giảm đi cái độ ẩm của cái da dẻ cơ thể trong người. Để làm gì? Tại nếu mà ẩm nó sẽ dẫn tới bị mục, mục là coi như là hết ướp xác luôn, ok. Xong bắt đầu người ta nhét hết vải vô trong người, rồi người ta nhét để làm cho cái cơ thể đó nó phồng lên, giống như là người đó vẫn còn đang có đủ bộ đồ lòng. Làm thêm những cái thứ giống như là dùng hành tây để làm mắt của cái người mà đã được ướp xác đó mấy bạn. Sau đó người ta sẽ dùng vải lanh, linen quấn lại y chang như là các bạn thấy những cái loại mà giò chả chiên ở trên thị trường vậy. Không, nhìn giống y chang như là những cái xác ướp Ai Cập mà các bạn thường thấy ở trong phim, hoặc là thấy những cái đứa mà mỗi lần mà tới lễ Halloween á, nó không biết hóa trang thành gì là nó mua ngay cái cuộn băng vệ sinh, xong cái là nó quấn sắp người đầu, hỏi nó mày vừa làm gì đó. À, tao là người băng vệ sinh à? Không, nó nói tao là xác ướp Ai Cập thôi, mày là người băng vệ sinh vậy thôi. Nhưng mà giữa người xác ướp Ai Cập với lại người băng vệ sinh thì tên nào nghe hay hơn? Dĩ nhiên là xác ướp Ai Cập rồi. Và đó là đặc điểm thứ hai của cái chuyện ướp xác. Nó dẫn tới cái chuyện thứ ba, đó là người được ướp xác phần lớn là người có tiền. Hồi đó người nghèo cũng muốn ướp xác, tại vì ai mà không muốn tái sinh lại, đúng không? Trên đời này dù giàu dù nghèo gì thì ai cũng muốn sống mãi trên đời hết. Mặc dù nếu mà giàu thì sống mãi mãi thì nó vui hơn, còn nghèo mà suốt ngày cứ sống thì chết rồi, cứ bắt đầu cái vừa mở mắt ra lại cái chủ nợ tới. Ê mày, chưa trả nợ cho tao. Mày chưa trả nợ tao mà mày còn chưa donate cho anh Như Leo nữa đó. Tại cái kiến thức của anh hay ho quá, giờ mày tính chết rồi, mày giả bộ mày né nợ rồi mày né donate cho Leo, không được đâu, ngày mày té xuống chết tiếp đâu có được. Thành ra phần lớn là những người mà được ướp xác đều là người giàu. Giàu nhất dĩ nhiên là vua chúa. Vua chúa là ướp xác thuộc dạng mình cứ bằng là first class luôn rồi, luxurious luôn rồi. Vô là ướp xác, mà ướp xác xong bỏ vô ngay trong nguyên cái pyramid, là trong nguyên cái kim tự tháp luôn. Còn người giàu thì ướp xác xong rồi trong mấy cái kim tự tháp nhỏ nhỏ hơn. Kim tự tháp kiểu như là thì penthouse kim tự tháp thôi, chứ không có được như là nguyên cái kia là nguyên cái apartment mà cơ bản bự đâu. Không có. Nhưng mà về cơ bản là chỉ có người giàu. Tại vì cái quá trình ướp xác nó tới 70 ngày là các bạn cũng biết, một người ướp xác mà ông vừa phải đọc lầm rầm, vừa phải làm việc ướp xác thì cần phải cho ông ăn, cho ông uống. Mà những người đó người ta càng làm giỏi thì bao giờ cũng vậy. Mọi thứ mà giỏi thì sẽ tính nhiều tiền. Chỉ trừ anh Dây Leo thôi. Anh giỏi kiến thức, anh giỏi đủ thứ hết. Anh làm đủ thứ, anh dạy cho mọi người những kiến thức hay ho này, nhưng mà anh không có đòi một đồng xu các bạn nào hết trơn hết á. Anh làm free trên YouTube luôn. Các bạn chỉ cần bấm subscribe để cho cái kênh ảnh lên 1 triệu subscribe, có cái nút vàng thôi. Chứ không cần gì nhiều. Đâu có cần gì nhiều đâu, ngoài trừ cái chuyện donate. Nhưng mà bỏ qua cái vấn đề đó đi. Ở thời nào nó cũng vậy, nó có sự phân biệt, phân cấp giàu nghèo. Người giàu thì ướp xác ngon lành, ướp là nhìn vô là người ta muốn bỏ vô trong chảo, người ta chiên tới chiên lui để người ta ăn liền. Còn người nghèo ướp xác là xong, nhìn thôi dẹp đem món này đi chỗ khác đi. Còn vua chúa thì khỏi nói, bỏ trong nguyên cái kim tự tháp, dù kín cách mấy cũng có đứa nhào vô để mà móc moi ra ăn cướp cái kim tự tháp hết. Và điều đó sẽ dẫn chúng ta tới cái kế tiếp trong những cái điều chúng ta chưa biết về kim tự tháp, đó chính là tất cả các kim tự tháp đều bị trộm lăng mộ. Bởi vì đơn giản thôi, kim tự tháp được xây lên đó là lăng mộ để sau này cho các vị vua chúa sống lại từ cõi chết á. Xong rồi người ta sẽ nhìn chung quanh, người ta thấy bộ đồ lòng nhét vô chơi rigo xếp hình lại cái sống lại, xong cái người ta sống rồi nhưng mà sống nghèo khổ không có thích đâu, quay qua cái thấy vàng bạc châu báu đủ kiểu hết trơn á đó, thì để đeo lên người. Thì đó cũng là mục tiêu của những thằng ăn trộm. Tại vì ăn trộm nó biết tao biết ngay người nghèo với người giàu chết là khác nhau mà, đám quỷ này thế nào cũng có đồ đạc. Thành ra ha, đám tụi nó dân cướp trộm hết trơn. Thành ra phần lớn mà những cái ngôi mộ, những cái kim tự tháp mà vào thời hiện đại mà người ta nghiên cứu á, thì đã bị trộm từ hồi lâu lắm rồi. Mặc dù cái tội trộm kim tự tháp, trộm lăng mộ, trộm xác ướp là bị phạt rất là nặng, thậm chí là bị phạt cái tội chết luôn, nhưng giữa chết nghèo với lại sống mà có cơ hội sống giàu thì ai cũng chọn. Chơi thảy sắc á, tao cũng muốn giàu thôi. Cho tới thời điểm hiện tại thì gần như là chỉ có cái ngôi mộ của cái vị pharaoh Tutankhamun là còn đầy đủ nguyên vẹn của cải, và cả ngay cái xác của ổng là được ướp, nó nằm tình trạng là nguyên vẹn một cách gần như hoàn hảo luôn.
là bởi vì các bạn biết sao không? Thời điểm đó ông này ông không có nổi tiếng cái gì hết trơn hết á, không ai biết ổng luôn. Thậm chí á, ngay cả cái đám công nhân mà lúc mà nó đang xây cái mộ cho cái vua Ramses để lục á, tụi nó tình cờ, là thậm chí tình cờ hay là tụi nó cố ý không biết, nó làm sập luôn cả cái lăng mộ của Tutankhamun luôn mà. Chính bởi vì cái sự tình cờ, chính bởi vì cái sự mà không nổi tiếng của ổng, nó dẫn tới nguyên cái mộ của ổng được bảo vệ, được bảo tồn nguyên vẹn luôn. Tại vì ngay cả cái đám xây lăng mộ của một cái vị pharaoh khác mà còn không biết gì về cái vị pharaoh tên Tutankhamun này nữa, thì làm sao những đứa người dân mà nó biết được, đúng không? Thành ra tới năm 1900 mấy, nhờ vào cái sự mà không nổi tiếng của ông này, cho nên Tutankhamun mới được khai quật. Và toàn bộ cái số tiền mà của cải mà ở trong cái lăng mộ của Tutankhamun mà sau khi được khai quật không đó, tính ra là khoảng cỡ 750 triệu đô la đó mấy bạn. Má ơi, nội ngay cái mà quan tài của ổng nằm ở trong trọng thôi là cũng cả đống tiền rồi. Nói chung là cuộc sống của ổng sau khi chết vô cùng giàu có luôn. Nhưng các bạn biết ổng chết lúc mấy tuổi không? 18 tuổi. Lên ngôi lúc 9 tuổi, chết lúc 18 tuổi. Mà chết cũng không phải đàng hoàng nữa. Nói chung á là cái xác của ổng bị có rất là nhiều vấn đề. Lúc mà nhét xác vô trong cái hòm á là chân ổng lòi ra. Cái thằng mà làm đồ gỗ mà làm cái hòm ổng á, nó tính làm sao đó, dân của ổng nó bị lòi ra, cái biết nó làm gì không? Nó cắt cái chân của ổng sao nó quăng ở ngay đó luôn. Quăng ngay đó luôn nghe chưa, chứ không có thèm mà đem giấu hay là cái gì hết. Tại đã tới lúc mà người ta khai quật cái xác của Tutankhamun lên, người ta thấy ê, mấy ngón chân này với mấy cái nằm trong này xét DNA y chang nhau à. Trời đất ơi, cái thằng nào mà nó làm mất dạy kiểu như vậy. Đào mã nó lên để mà chửi nó coi. Nhưng mà không, chính nhờ sự sai sót, chính nhờ sự mất dạy của những thằng như vậy, cho nên cái xác của Tutankhamun mới được bảo tồn nguyên vẹn cho tới ngày hôm nay. Tôi nghĩ nếu mà lúc mà ổng thức dậy á, mà chung quanh có những người mà đang nhìn ổng, chắc chắn là ổng xấu hổ lắm. Tại vì cái lúc mà ổng bị ướp xác á, là cái xác của ổng vẫn còn đang nằm trong tình trạng 12 giờ, dùng hồi 12 giờ. Có nghĩa là vẫn còn đang dựng đứng đó mấy bạn. Các bạn cũng biết vào thời điểm mà 18-19 tuổi, chúng ta có những cái giấc mộng mà người ta gọi là những giấc mộng tinh thần á mấy bạn. Thì ông này cũng vậy. Mà tội nghiệp ổng là làm sao cái lúc mà ổng ướp xác á, là cái đó của ổng cũng vẫn còn dựng cờ 12 giờ. Tutankhamun là một trong những vị pharaoh lúc còn sống không nổi tiếng gì cả, nhưng sau khi chết rồi thì bây giờ chúng ta biết tới tên ổng rất là nhiều. Tại vì tên của ổng dễ đọc mà, Tutankhamun dẹt à. Nhưng ngoài ra còn có những thứ khác, đó chính là cái sự 12 giờ của ổng khi được ướp xác đó mấy bạn. Và thực ra nếu mà nói thêm nữa thì còn rất là nhiều thứ, chẳng hạn như là không chỉ người được ướp xác mà chó, mèo, cá sấu, thằng lằn, mà thậm chí là trứng còn được ướp xác nữa đó mấy bạn. Tôi không hiểu dân ở đó nó rảnh tới cỡ như thế nào mà trứng nó có một cái vị trí quan trọng như thế nào đối với cái người Ai Cập cổ đại. Mà nói thiệt, người nghèo thì không được ướp xác, mà quả trứng không có giàu, không có, nói chung là không có một cái địa vị xã hội nào mà vẫn được ướp xác. Rồi mấy con thằng lằn, mấy con cá sấu nữa cũng được ướp xác, không biết để làm cái gì. Trời đất quỷ thần ơi, cái đám này nó khùng điên quá, làm sao chúng ta được biết được những cái chuyện đó. Nhưng nói thiệt á, những cái mà thuộc về lịch sử nó rất là hay ho. Như tôi đã nói trong cái clip mà nói về cái hòn đá mà Rosetta Stone á, hay còn gọi là phiên bản đời thật của Nico Robin trong truyện One Piece á, các bạn coi các bạn sẽ thấy. Nhờ có lịch sử, chúng ta sẽ lật ra được rất là nhiều cánh cửa nhìn về quá khứ để mà chúng ta học được những bài học, chúng ta học được những sai lầm để chúng ta né tránh những sai lầm đó và không lặp lại nó trong tương lai. Cho nên lịch sử là một thứ cực kỳ hay ho. Nếu mà chúng ta tôn trọng lịch sử thì chúng ta sẽ có một tương lai đẹp đẽ. Còn chúng ta mà coi lịch sử chỉ là những thứ mà học cho qua, học để trả thần, trả thiên địa thôi, thì sẽ không có thể nào mà phát triển được. Tại vì một dân tộc mà không hiểu gì về lịch sử của chính bản thân mình thì một dân tộc đó sẽ bị hỏng mất. Nó giống như là căn nhà xây mà không có cột vậy đó mấy bạn. Cho nên cái clip ngày hôm nay không chỉ đơn giản là nói về những cái xác ướp Ai Cập không thôi đâu, mà còn nói về chính chúng ta đó mấy bạn. Chúng ta cần phải làm gì? Cần phải bấm subscribe và donate cho những cái kênh trí thức hay ho tuyệt vời như vậy. Bởi vì đây chính là cái nguồn, đây chính là cái động lực để giúp cho lớp trẻ sau này nó nhìn vô, nó ham thú, nó thấy hay quá, lịch sử, trí thức, rồi cái gì mà tuyệt vời vậy nè. Một con người mà có kiến thức hay ho tuyệt vời như vậy còn hơn là những thứ chỉ có nhà cửa rồi gì gì. Nhà cửa rồi cũng trở thành cát bụi mà thôi. Nhưng trí thức sẽ còn mãi. Và cả subscriber cũng vậy. Cho nên các bạn nhớ subscribe và donate cho những cái kênh hay ho như vậy nhé. Rồi, chúng ta tạm biệt ở đây. Hẹn gặp lần sau trong những cái đề tài lịch sử khác. Bye bye.